À, Alo. dạ rồi cô. Rồi bật cam lên đi. Chịu khó thì nhá, hơi ồn nhá. Là thứ mấy à? Thứ ba. Nếu nếu mà ồn thì nói nhá. Nghe được cô nói đúng không ạ? Alo. Nghe rõ đúng không? Sao không thấy ai trả lời nhỉ? Dạ có. Ok, có nhá. Lúc nãy cô vào nhầm lớp với bây giờ học luôn ha. Kiểm tra bài cũ nào. Những bạn còn lại bật cam. Các bạn còn lại chú ý khi vào lớp thì mình sẽ bật cam luôn. Không cần phải cô nhắc nữa. Ok. Rồi. So you guys have 2 minutes to look through on the last lessons. And then I will check your last lesson. Ok. Các bạn có 2 phút để xem lại cái bài cũ vừa rồi. Và sau đấy cô sẽ kiểm tra các bạn. Được chưa? 2 phút thôi nha. Can you see my screen? Can you see it clearly? Beauty is looked through present simple and future simple. Ok. Xem lại. Cái thì gì đây? Thì gì đây? Present quá simple. Quá khứ đơn và tương lai đơn. Yes, that's right. Ok. Quá khứ đơn và tương lai đơn. Thứ nhất, cái mà mình cần ôn tập là gì? Là cách dùng. Cái thứ hai là cấu trúc. Cái thứ ba là các bạn xem qua cho cô những cái ví dụ đi. Lát nữa cô sẽ hỏi là đâu là chủ ngữ? Đâu là verb? Ok. 2 phút nha. Có một số bạn tắt cam vì lý do gì ấy nhỉ? Cô không cần biết vì lý do gì ha. Cô kích ra khỏi lớp ha. An, Cường and me, turn your camera on. Lượng, Cường and me and An, turn your camera on, please. Okay, An. I just see your message. What do you want to say, An? An muốn nói cái gì, An nói đi nào. Your internet is lacking. Are you sure? Mạng bị lag nhưng mà các bạn cứ cố gắng bật cái cam lên đi. Khi nào nó lag nó sẽ tự động tắt và bật. Ok, mình có thể dùng chat nhưng mà cái cam cố gắng bật lên cho cô ha. Rồi, check bài cũ, bạn nào đầu tiên? Who first? Ok, rồi ok An nhá. You guys, who first? Oh my god, oh my god. Bạn nào đầu tiên? Raise your hand if you want to say. Kiểm tra thì tương lai thì hiện tại đâu, tương lai đâu cô? Okay, that's right. Can you tell me about usage, cách dùng? Đầu tiên, usage. Ai? Ai đầu tiên? Gọi tên vậy. Gọi tên nhé. Phương nào? Cường, can you tell me the usage of present simple? Yeah. Uh-huh. Đọc công thức của hiện tại đơn hả cô?
cách dùng của thì hiện tại đơn. Chứ câu là khẳng định là chủ ngữ cộng động từ thêm s hoặc es. Nào, sorry. Cách dùng có nghĩa là nó dùng khi nào? Khi nào thì mình dùng hiện tại đơn? Dạ. Ví dụ đi. Khi nào mình dùng hiện tại đơn? Hành động đó diễn ra vào khi nào? Chẳng hạn. Dạ, chẳng hạn như là every day. Ừ, đó là dấu hiệu nhận biết mà thôi. Thôi được, cái về cái cách dùng này cô sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Về cách dùng của thì hiện tại đơn ấy, nó dùng để diễn tả một hành động như là thói quen, một hành động lặp đi lặp lại. Hoặc là gì? Một hiện tượng tự nhiên. Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ Cường nói cho cô cái structure đi, cấu trúc đi. Em với cô, cấu trúc của hiện tại đơn là khẳng định là chủ ngữ cộng động từ thêm s hoặc es. Hữu định là chủ ngữ cộng đơn hoặc đơ cộng động từ. Vừa. Hữu định nghi vấn là đơ hoặc đơ cộng chủ ngữ. Ok, tốt. Rồi cô nhắc lại một lần nữa với tất cả các bạn chưa nắm vững cái phần này. Về khẳng định nhá, thì là chủ ngữ sẽ cộng với verb có s hoặc es. Về phủ định, đúng rồi, về phủ định thì là gì? Chủ ngữ cộng với don't hoặc là doesn't cộng với verb. Ok, verb giữ nguyên. Đối với nghi vấn thì sẽ là do does, trợ động từ do does đảo lên đầu câu và cộng với chủ ngữ cộng với verb. Được chưa? Rồi, thế thì Hân à? Hân nói cho cô future simple. Về tương lai đơn thì mình dùng như thế nào? Con đưa cô là mình sẽ dùng nào, đọc cho cô cấu trúc của tương lai đơn, bật mic lên ạ. Con đưa cô là we won chủ ngữ với cả lại s ạ. Ừ, đấy là con đang đọc cái gì? Thể khẳng định hay phủ định hay nghi vấn? Thân con vừa đọc cái gì đấy? Thể khẳng định hay phủ định hay nghi vấn à? Con nói cô là phủ định. Ừ, nếu là phủ định thì bây giờ nghe cô đọc lại xem là con ghi có đúng không nha. Nghe này. Cô đọc từ thể khẳng định xuống luôn ha. Bao giờ cũng thấy người ta sẽ bắt đầu với thể khẳng định. Người ta viết đầu tiên. Với thể khẳng định thì chủ ngữ cộng will cộng với verb. Còn thể phủ định là gì? Chủ ngữ cộng won hoặc là will not cộng với verb. Còn nghi vấn sẽ đảo will lên đầu câu và cộng s cộng verb. Được chưa? Rồi xem lại cái cấu trúc mình ghi có vấn đề nha. Ai đó nhắc cho cô cái dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn đi. Phúc nào, Phúc nhắc cho cô dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn đi nào. Một số từ là dấu hiệu nhận biết đi. Dạ, em cho cô là always, usually, sometimes, often. Hoặc là có every. Ví dụ như là every day. Đấy, hoặc là every week, hoặc every month. Every year. Every years, every year. Rất là tốt rồi đấy. Đấy, liệt kê ra được rất là nhiều đúng không? Chúng ta có một vài cái always, usually, gì nữa? Often, sometimes. Sometimes. Every, often. Every day, every week, every year, every month. Okay, thank you so much. Okay, that's great. Huy, can you tell me? Huy nói cho cô cái dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn đi. Huy ơi, Huy đang ở đấy không? Nói cho cô dấu hiệu nhận biết của tương lai đơn đi Huy. Hello Huy, are you there? Huy ở đây không?
Hello, are you there? Chắc là Huy đi đâu đó rồi. Lượng nào? Dấu hiệu nhận biết của hiện tương lai đơn nhỉ? Cô dấu hiệu nhận biết của tương lai đơn là tomorrow. Next week, next month, next year. Rồi, đấy, đại khái là những cái đấy đúng không? Những cái rất là cơ bản. Những cái mà mình hay dùng. Đấy, thì cô nhắc lại là tomorrow, next month, next year, next week. Đấy, hầu như là mình dùng những cái đấy được không? Rồi, thế thì xong nhá, kiểm tra bài cũ xong. Thế bây giờ các bạn nhìn lên cái screen đi, nhìn lên màn hình đi. Nhìn lên nha. Hôm trước mình đã làm cái bài trên này. Thì có bạn nào hiểu không? Mình về nhà mình cũng xem rồi, thì các bạn không hiểu. Điện thoại liền ha. Sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của các bạn. Alright. Rồi, thế thì nhìn vào activity 2. The table below shows the results of Nick's survey on his classmates' hobbies. Read the table and complete his report using the present simple. Okay? Có nghĩa là gì? Cái bảng dưới này là kết quả của cuộc khảo sát của Nick. Được chưa? Với sở thích của một số người bạn cùng lớp. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của các bạn ấy là sẽ đọc cái bảng này. Được chưa? Đọc cái bảng này. Và sau đấy là hoàn thành cái báo cáo và sử dụng thì gì đây các bạn? Hiện tại đơn. Hiện tại đơn. Yes, hiện tại đơn. Thế bây giờ các bạn đọc cái bảng này này. Các bạn thấy là có gì đây? Name, tên này. Name, tên nhá. Rồi có activity, những cái hoạt động. Được chưa? Activities. Rồi, cái này, boys, girl. Nam sẽ là Bình là boys này. Liên Huê là girls này. Được chưa? Rồi, thế thì các bạn nhìn vào đây. Có cái này, cô nghĩ là một số bạn sẽ thắc mắc cái này là cái gì này? Cái... chế đồng tư không cô? No. 3 per week. 3 times per week. Có nghĩa là 3 lần một tuần này. Đó, được chưa? Hay 4 lần một tuần. Per week. Ok? Đó, thì cái đấy là mấy lần một tuần đấy. Rồi, thế thì các bạn có... cần bao nhiêu phút để hoàn thành cái bài này các bạn? How many times you need to complete the activity? This exercise? Các bạn cần bao nhiêu phút? Cho cô một cái thời gian đi. Thế anh cần bao nhiêu phút để hoàn thành bài này? Mi ơi, Mi cần bao nhiêu phút để hoàn thành bài này? Em nghĩ là có 15 phút. Ôi, nhiều thế. Thôi, 10 phút thôi ha. 10 phút, 3 phút thôi hả? Lượng 3 phút. Ví dụ bài 2 được không cô? 5 đi cô, 5 phút đi cô. Ok, thế thì đến 8 giờ 25 ha. 8 giờ 25 đi. Ok, 8 giờ 25 đi. Có nghĩa là đến cái giờ đấy các bạn phải, tất cả các bạn phải có đáp án. Cô gọi bạn nào bạn đấy cũng trả lời được nhé. Rồi. Cái bài nào nào thì Nick report không biết. Bài Nick report không? Có nghĩa là các bạn sẽ nhìn vào cái bảng này và các bạn hoàn thành cái report dưới này, cái bảng báo cáo dưới này này. Được chưa? Đó, làm đi nào. Có gì không hiểu cứ hỏi. Nha, cố gắng làm như kiểu mình đang đi làm bài kiểm tra ấy. Bằng cái sức mình cứ làm được bao nhiêu thì làm ha. Thank you.
I have a call. Hey, I'm here. What's up? What's up? Có chuyện gì nào? Con cứ hỏi đi, thoải mái hỏi nha. Ai bật mic lên? Hạ mic cô. Ừ? Sorry, can you talk it again? Nói lại cô nghe nào. Alo, Phúc nói gì đây? Cô chưa nghe rõ. Nói lại con. Thôi cô. Thôi hả? Ủa, cái này là sao ta? Alo, ba ngoài ạ.
À, Dương mới vào lớp phải không Dương? Dương nghe cô nói không nào? Alo? Dạ vâng. Ừ, nhưng mà nay sao vào muộn vậy con? Dạ, đây là em có việc bận. Ừ, hôm sau cố gắng vào sớm nha, nếu vào muộn báo với cô hoặc thầy một tiếng ha. Dạ. Ừ, ok, bây giờ mình nhìn lên, mình làm thử cái bài trên bảng cho cô xem, hiểu được bao nhiêu làm bấy nhiêu. Dạ vâng. Okay, I can see Lượng and Phúc. You guys raising your hand. All right, and Cường and me. But I cannot see your camera, Cường and me. Can you turn your camera on? Are you guys turning the camera, Cường and me? I cannot see your cam. Tại bọn em đứng xa nhau á, cô. Ờ, nhưng mà ý là cô bảo là có bật được cam không ấy. Sao nãy giờ cô không thấy cam của các bạn hiện lên ta? Dạ có chứ, nãy giờ em để mà. À, thế thì chắc là do bên cô rồi. Để lát nữa cô check lại bên máy kia xem. Hôm nay cô dạy có một máy, bình thường là cô sẽ có một máy nữa theo dõi các bạn. Rồi, 8:25 rồi. Ok, à, tất cả các bạn làm xong chưa? Huy ơi, lúc nãy Huy đi đâu hả? Cô gọi Huy không được. Xong. Ok, Huy làm xong cái bài trên bảng chưa? Em chưa. Alo. Ờ, xong rồi đúng không? Thế thì bây giờ Huy đọc cho cô cái câu đầu tiên nào. Em chưa. Câu này chỉ đọc đến đây thôi. Cô bạn nói là chưa xong cô ạ. À, chưa xong hả? Ok. Thế bây giờ cô xin cánh tay giơ đầu tiên lúc nãy ha. À, lúc nãy Lượng giơ tay đầu tiên đúng không? Không. No. Lúc nãy hình như Lượng giơ tay đầu tiên mà. Ờ. Rồi Lượng đọc có được. Ừ, Lượng đọc đến ok, Lượng đi, Lượng đọc đến đâu thì đọc. I asked some classmates about their hobbies and I got some interesting. Result. Ừ. Ok, có muốn điền câu 1 không? Có muốn điền từ thứ nhất và từ thứ hai không? Lượng muốn điền từ thứ nhất và từ thứ hai không hay là những bạn khác? Tí nữa okay. Em điền câu. Ừ, những bạn khác đi ha. Okay, Phúc nào, can you fill for me, fill into the blank number 1 and number 2? Nào, điền vào 1 và 2, đọc cả câu đi nào. Đọc từ đâu hay là đọc bắt đầu từ everybody? Everybody likes watching TV. And they watch it every day. Ok, so có nghĩa là con điền cái từ thứ nhất là like có thêm gì không hay giữ nguyên? Thêm add cô ạ. Yes, alright. Everybody likes watching TV and they watch it every day. Rồi, giữ nguyên. Rồi, vì sao? Từ thứ hai, giữ nguyên. Bây giờ cô giải. Ok, thank you. Rồi, bây giờ cô điền xong cô sẽ giải thích vì sao lại ở chỗ everybody mình thêm add này. Rồi, rất là đơn giản thôi. Vì sao? Bởi vì á, các bạn sẽ nhớ cho cô cái everybody này, mình sẽ dùng nó như là số ít nhá. Và trong thì hiện tại đơn thì như thế nào các bạn? Trong thì hiện tại đơn, số ít nó sẽ cộng với một động từ thêm s hoặc es đúng không? Đó, thế thì các bạn chú ý là everybody nó dùng như một số ít thì nó sẽ đi với like thêm s. Được chưa? Nhớ nha, có những kiến thức nếu các bạn không nhớ được thì chịu khó nốt ghi chú vào vở cho cô. Alright. Ừ, chịu khó nha. Những bạn nào mà học chậm hơn thì các bạn chiêng thêm một tí, ghi vào vở. Alright. Rồi. Và sau này thì nó giữ nguyên thôi, bởi vì gì? Chủ ngữ là they. They là số nhiều, nó sẽ đi về watch. It's every day. Rồi. Phúc ơi, chỉ ra cho cô cái dấu hiệu nhận biết trong câu này đi. Dấu hiệu nhận biết của hiện tại tiếp diễn đi.
Hiện tại đơn nha cô. À sorry, hiện tại đơn. À, đó là every day. Yes, alright. Every day. Okay. Now the next one I want to call Cường and me, who can? Me nhá. Lúc nãy Cường rồi thì bây giờ me nhá. Now the next one. The next sentence. Đọc từ đâu cô? Đọc câu tiếp theo đó con. Một câu là gì? Một câu nó sẽ kết thúc bằng một dấu chấm đó. The three boys Nam Sơn Bình don't love swimming but the two girls Lee and Huế. Có đọc câu 4 không cô? Có chứ, mình đọc cứ hết một câu cho cô, một câu nó sẽ kết thúc bằng dấu chấm. And her girl swimming three times a week. Ok, rồi, thế thì cô nói này, mi này nói chung là về kiến thức thì rất là vững rồi, nhưng mà cô rất là mong muốn là gì, một người năng động như mi sẽ đọc được hay hơn bằng cái ngữ điệu của mình. Thử, mình thử đọc theo cô nhá, thử để cô thử đọc qua này, xong rồi mi bắt trước cái đọc điệu của cô nhá. Này, the three boys Nam Sơn Bình don't love swimming, but the two girls Lee and Huy go swimming three times a week. Rồi, đọc như một người bản xứ đi xem nào. Thử lại cô xem. Dạ cô. The three boys Nam Sơn Bình don't love swimming, but the two girls Lee and Huy go swimming three times a week. Ok, nó hay hơn đúng không? Đấy, cho nên các bạn cố gắng thay vì đọc như một con robot thì mình sẽ đọc có ngữ điệu hơn nha. Rồi, câu này cô sẽ điền đáp án, sau đó cô giải thích lại cho một số bạn không có hiểu vì sao mình lại có đáp án này ha. Rồi, đầu tiên thì cô nói này, với những số nhiều, được chưa? Với số nhiều thì chúng ta dùng trợ động từ phủ định là don't. Ok, rồi. Và với số nhiều, chúng ta sẽ đi với một động từ không chia s hay es, được chưa? Vậy cho nên chúng ta có hai đáp án là don't like và go. Alright, rồi nhá. Hân ơi, Hân hiểu cái vấn đề này chưa Hân? Hân hiểu những gì cô vừa nói không? Ừ, ok, nếu mà không hiểu thì hỏi liền ha. Rồi, bây giờ Dương đi. Dương đọc câu tiếp theo cho cô nào. Yeah, cô là most of them enjoy play badminton. Đọc hai câu đúng không cô? No, một câu thôi là được con. Most of them enjoy playing badminton. Có nghĩa là con giữ nguyên enjoy. Dạ, con giữ nguyên đúng. Enjoy. Đúng rồi, chính xác. Giữ nguyên bởi vì cái chủ ngữ của họ là như thế nào? Most. Ok, chờ cô tính nha. Ok, được chưa? Mình có cái đáp án là như vậy ha. Enjoy. Alright. Now Number six, cô muốn gọi à? Cô muốn gọi một bạn không giơ tay đi. Hân đi, Hân thử xem nào. Hân thử cho cô nào. Hân đâu cô là? Mình làm được bao nhiêu mình cứ làm, thoải mái đi con. Sai cô chữa. Cô là câu 6 play thì con giữ nguyên cô ạ. Ừ, con đọc cả câu đi. Con cứ đọc đi. Sai cô chữa. Đọc không đúng ngữ pháp cô cũng chữa cho. Thoải mái đấy con.
Nam. Đâu rồi đọc. And who play badminton every day. And rồi con đọc tiếp đi. Ly là số ít thì ly như thế nào? Ly với một động từ thêm gì? Ly là số ít đúng không? Thì nó sẽ đi với động từ thêm gì nhỉ? Thêm gì? Con cứ nói đi sai cô chữa cho nào. Thêm in à? No. Đây là thì hiện tại đơn. Con xem lại công thức hộ cô nào. Xem lại thể khẳng định. Chủ ngữ cộng với động từ có cái gì sau đấy? Số ít thì nó sẽ cộng với động từ gì đấy? Li là tên riêng thì nó sẽ thuộc nhóm he, she, it. Con coi cái nhóm he, she, it đấy nó sẽ cộng với cái gì? Đúng rồi, chính xác. Thế thì ở đây nhá, play này mình sẽ thêm s cho cô ha. Rồi, bây giờ mình có cái đáp án này. Đó, mình cứ thoải mái thôi, sai cô chữa mà. Mình sẽ có đáp án đầu tiên là play giữ nguyên và cái thứ hai đó là play thêm s ha. Rồi, cô giải thích lại một lần nữa. Đầu tiên thì chúng ta thấy trong cái câu này ấy là có time, 4 times a week là đã là dấu hiệu của thì hiện tại đơn rồi nha. Được chưa? Thế thì bây giờ vấn đề là xác định chủ ngữ cho cô. Chủ ngữ là số nhiều đúng không? Thì có nghĩa là chủ ngữ số nhiều mình sẽ đi với một động từ không chia. Ok. Rồi. And Lee. Lee là số ít. Alright. Bây giờ chuyển sang cái bối cảnh của Lee này. Lee là số ít. Mình đi với một động từ thêm s. Alright. Được chưa? Hiểu vấn đề chưa? Hiểu nhá. Không hiểu hỏi liền ha. Câu cuối cùng. Huy. Alo Huy ơi. Làm xong chưa con? Làm câu cuối cùng cô xem nào. Là câu cuối lên nào. Em thưa cô là only don't like badminton. He never plays it. Ok, đọc lại đáp án câu 8 nào. Rồi, nhìn vào đây này, các bạn. Huy này, Huy nhìn vào đây cho cô. Đầu tiên thì chúng ta thấy gì? Only Bình. Thì chỉ có một mình Bình thôi là không thích badminton. Thế thì có nghĩa là gì? Số ít, đúng không? Số ít thì mình phải đi với chỗ động từ là gì đây? Động từ phủ định dân. Đúng rồi. Doesn't like. Alright. Nữa nha. Mình lên lớp 8, lớp 7. Đấy, hình như Huy lên lớp 8 đúng không nhỉ? Hình như Huy năm nay lên lớp 8 đúng không con? Ừ, đúng rồi. Thế thì vững những cái kiến thức này cho cô ha. Rồi, những cái kiến thức về cái thì này là quá dễ. Cho nên là mình chủ động là học cho tốt hai cái thì này đã. Present simple và gì? Future simple, ok? Rồi, đây là cái cuối cùng này. Là play thêm s thôi. Play thêm s. Lý do? Chủ ngữ là he. Thuộc nhóm gì? He, she. Ok, thế thôi. Được chưa? Hiểu bài chưa? Bài nha. Xong thì cái thì rồi đấy. Nào mà chưa vững thì chủ động xem lại cho cô. Rồi, thế thì có một cái activities này là work in groups. Think of some activities such as listening to music, playing basketball, or going shopping, and make a table like the table in activity 2. One student in the group asks the other group members about frequency they do these activities, while another student in the group records the answer. Thôi, cái activities này mình tạm thời skip, bỏ qua ha. Nào, mình chuyển sang cái bài dưới này. Bởi vì cái activities này thì nó khá là, nó cần cái sự offline nhiều hơn đấy, các bạn hiểu không? Mình làm trực tiếp thì nó sẽ hay hơn. Cũng tương tự với cái đấy, các em. Cái này là now, bây giờ, as a group,
Write a short report about what you have found out. You need to report in activity 2 as an example. Cái bài cái câu B của cái bài này thì nó khá là hay. Có nghĩa là các bạn sẽ dựa vào cái report của bạn Nick lúc nãy ấy, cái báo cáo của lúc nãy này. Bạn thấy màn hình của cô hoạt động hay là bị đơn? Đó, các bạn dựa trên cái báo cáo này. Đó. Ơi, đơ hả? Dạ, hồi nãy nó đơ cô, bây giờ hết rồi. Ồ, ồ, ok, dạ, thế rồi. Này, cô nói, thế mình dựa vào cái báo cáo Nick lúc nãy này. Được chưa? Đó, thì bây giờ các bạn sẽ làm một cái báo cáo tương tự. Ha, cô xem. Ok, về cái kiến thức là sử dụng cái verb in sau gì? Like, love, enjoy and hate này thì cô đã nhắc các bạn rồi đúng không? Cô nhắc rồi đúng không? Cái sau, cái like, love, enjoy, các thứ này. Alright, cô đã nhắc rồi. Vào cái báo cáo của Nick. Đó, dựa vào cái báo cáo của Nick các bạn có thể làm cho cô. Các bạn làm cho cô... sử dụng một vài cái động từ như này, like hay là don't like hay là enjoy hay là gì đó. Rồi, và những cái hoạt động như thế này các bạn sử dụng một vài hoạt động khác đi. Trước giờ mình học cũng được nhiều hoạt động này đó. Đó, trước giờ mình học này cô làm nên chưa? Listening to music, gardening, fishing, painting, swimming. Đó, những hoạt động học được. Thế bây giờ bạn làm cho cô một cái bài báo cáo đi, bịa ra cái những cái tên, đấy, bịa ra cái tên. Cô hay là bài đó cho về nhà làm nhé, chứ bây giờ làm khá là mất thời gian. Làm sau ha, viết báo cáo chắc là cho làm sau ha. Muốn viết bây giờ hay là về nhà hay là ở nhà viết? Ở nhà viết đây là nộp bài tập cho cô. Ok rồi nhá, để tìm cái nhắc lại. Rồi, thế thì mình chuyển sang cái activities tiếp theo. Complete the sentences. Hoàn thành những câu sau. Using the ing form of the verbs in the box. Rồi, có nghĩa là hoàn thành những câu sau sử dụng cái đuôi in này, đúng không? Đó, để gì? Sử dụng đuôi in hoàn thành câu ha. Ví dụ, cô lấy ví dụ. Cô có một cái từ listen. Thì khi mà các bạn đưa vào câu, các bạn thêm đưa in nữa, nó sẽ thành cái từ gì các bạn? Dễ thôi, listen mà khi thêm in thì thành cái từ gì? Ok, sao không biết? Listening. Listening. Ok, listening. Thế là bây giờ nhiệm vụ của các bạn quá là dễ, quá là easy, piece of cake luôn á. Bây giờ các bạn chỉ cần đặt những cái động từ thêm đưa in nó vào 6 cái câu này là được. Được chưa? Tìm cái động từ phù hợp với những cái câu này. Các bạn làm đi. Làm đã. Khoan đã giơ tay. Làm đi. Từ từ. Bình tĩnh. Cô 8:45. Cô đọc đi cô. Ủa? Cô nó không thấy. Chắc là đâu. Rồi. Để tìm đợi tí nhá. Cô share lại. Từ đề bài là gì mít này hơi mở phần tập trung. Rồi, nhìn đây bà ơi. Complete the sentences có nghĩa là hoàn thành những câu sau sử dụng cái đuôi in này, được chưa? Và chọn ra cái động từ phù hợp. Ví dụ như cái câu 1 này này thì anh, cái câu 1 này là gì? Bố của tôi thích cái gì gì đó với cái xe đạp này đi làm. Đó thì mình sử dụng cái động từ nào phù hợp với cái câu này? Ride a bike, đúng không? Riding, nó chưa chuyển thành riding. Đó, các bạn làm đi. Rất là đơn giản, một cái bài khá là easy.
An ơi, An nay không bật mic bật cam được nên là cố gắng chủ động học bài ha. Chứ cô không có biết con đang làm gì cho nên là cô không kiểm soát được ấy. Hiểu không? Nghe rõ và cảm thấy hiểu bài từ đầu đến cuối. React cô trong chat cái nhá. React là con hiểu rồi hay là I got it? Thì con. Ok, tạm thời bỏ qua câu đầu tiên vì lúc nãy mình làm rồi ha. Nhắc lại này. My dad enjoys riding his bike to work. Alright, viết lại cho các bạn xem này. Riding. Ok nhá. Được chưa? Thấy không? Hay là màn hình bị đơ? Thấy rõ cái đáp án không? Dạ có cô ạ. Ok. Rồi. Thế thì câu tiếp theo lúc nãy cô thấy Dương giơ tay nào. Câu tiếp theo đọc cả câu đi con. My mom doesn't like watching things on TV. She loves going to the cinema. Rồi. Ok, cô tạm thời là cứ nghe theo các bạn viết đáp án vào đây nhé. Lát nữa cô sẽ nói đúng hay sai sao ha. Doesn't like watching film. Watching film. Rồi, cái này là con viết going đúng không? Cái này là con chọn going đúng không? Rồi, ok, cô nghe con. Sao? Cái watching này có vấn đề gì? Cái từ going đó cô, đổi thành go. Going đổi thành go á hả? Trong bài này người ta yêu cầu là sẽ phải thêm đuôi ing vào trong cái verb của nó ấy. Là con làm như thế này là đúng rồi. Nhưng mà cô cứ ghi nhận đáp án của tất cả các bạn từ trên xuống dưới là lát nữa sẽ xem là đáp án nào sai. Hiểu chưa? Rồi, tất cả các động từ ghi vào đây ấy, nó ở sau like hay là enjoy hay là hate, nó đều sử dụng. Được chưa? Rồi câu 3. Câu 3 ai nào? Em cô. Rồi Cường đi, nãy giờ lâu rồi. Lâu rồi không gọi Cường lại. Cường đi nào. Em cô. I like go into my friend in my free time. I like going. Đấy, thấy chưa? Cho nên là cô mới nói là các bạn sẽ có những đáp án trùng nhau. Cho nên là suy nghĩ cho kỹ nha. Bây giờ là cô đang nghe những đáp án từ các bạn. Ok? Rồi, lát nữa cô sẽ chữa như thế nào đúng, như thế nào là sai. Rồi, Phúc câu 4 đi con. Dạ, em thưa cô, em nhầm cô. I like talking. Vẫn muốn đổi à? Ok, cô sẽ chữa. I like talking to my friends in my free time. Các bạn chú ý này, bây giờ các bạn sẽ có những cái sai sót về phát âm, nhưng mà cố gắng là sẽ sử dụng ngữ điệu của mình để nói cái câu tiếng Anh đấy nó cho hay hơn ha. Cố gắng nói ngữ điệu ha, đừng nói như một con robot đấy. Ok, rồi cái này là talking, cô sửa thành talking cho con. Cô ơi, cô ơi. Monopoly là nhà tiếng Việt là gì đó cô? Sự độc quyền. Monopoly, sự độc quyền. Ok. Cô sẽ check lại cái phát âm của nó. Monopoly, monopoly. Ok, monopoly. Độc quyền ha, monopoly. Bạn nào không tắt mic rồi là cái Cường với Mi ơi tắt mic hộ cô cái. Rồi Phúc ơi đọc cái câu đấy lên đi. Phúc. My younger brother loves eating monopoly with me every evening.
Ok, rồi bây giờ cố gắng là sẽ nhái lại, bắt chước theo cô này. Ok, bây giờ con chọn cái động từ gì ấy nhỉ? Động từ ở đây con chọn động từ gì? Eating. Cái gì? Eating, eating đúng không? À. Con chọn cái gì ấy nhỉ? Play. Play ha, play thế thì nó thêm đuôi ing đúng không? Rồi, thế bây giờ cô sẽ đọc theo cái đáp án của con và chú ý cái ngữ điệu hộ cô nha. Mặc dù bây giờ tất cả các bạn đều chưa hoàn thiện về phát âm. Cho nên là sẽ cố gắng là đẩy cái ngữ điệu lên cho cô cái đã thì nó sẽ dần dần cải thiện cái phát âm của các bạn. Rồi, nghe cô đọc. My younger brother loves playing Monopoly with me every evening. Nghe lại nha. Các bạn có thể đặt một vài dấu cách vào đó để mình tạo cái ngữ điệu cho nó. My younger brother loves playing Monopoly with me every evening. Rồi, lại đi Phúc ơi, thử lại cố gắng cho cô. My younger brother loves eating Monopoly with me every evening. Evening. Now again, evening. This one, evening. Evening. Okay. Rồi thế là cuối cùng chốt cho cô đấy cái đáp án đi. Là sao lúc thì con nói eating, lúc thì con nói playing. Bây giờ cũng chả biết là chọn đáp án nào này. Playing. Ok, playing ha. Rồi, chốt chưa? Chắc chưa? Look to eating, look to playing. Rồi, thế câu 5. Câu 5 đi, Thế Anh đi. Nãy giờ không thấy Thế Anh ấy giơ tay này. Rồi, đọc đi Thế Anh ơi. They have eating noodles. They prefer rice. Ok, rồi bây giờ cố gắng phát âm theo cô này. Bắt trước nha. They hate eating noodles. They prefer rice. Nghe cô nói lại, nghe cô đọc lại nhá. They hate eating noodles. They prefer rice. Lại nào. They hate eating noodles. They prefer rice. Đấy, thấy chưa? Mình lồng cái ngữ điệu vào là nó sẽ có cái sự thay đổi. Nó sẽ có cái sự về. Nó sẽ hay hơn, đúng không? Rồi. Câu này thì quá dễ rồi, Thế Anh chắc nay mệt làm câu dễ à Thế Anh. Rồi bây giờ câu 6 đi. Câu 6 xem. Ôi trời ơi, không biết gọi ai luôn á. Bây giờ Cường và My tranh nhau kịch liệt quá mà lúc nãy Cường đọc rồi. Thế thì bây giờ My thôi. Nha. Em thưa cô, câu 6 là Do your grandma enjoy walking? Okay. Đấy, walking. Alright. Rồi. Cô chấp lại. Thấy chưa? Thấy cô nó bị đứng rồi cô. Rồi đứng lại, đứng thì để cô ấy cô share lại. Rồi Phúc ơi con ra ngoài đi. Xem nào. Rồi các bạn xem trong cái câu vừa rồi có câu nào mà các bạn cảm thấy mình cần phải đổi cái đáp án không? Mình cần phải sửa lại cái đáp án không? Xem những câu vừa rồi. Thử xem là có cái câu nào mà đáp án mình muốn sửa cái đáp án của câu đó. Dương có cảm thấy đáp án nào cần đổi không con? Rồi. Các bạn có cảm thấy đáp án nào cần đổi không? Huy ơi, Huy cảm thấy có đáp án nào mà con muốn đổi không? Con muốn sửa lại không? Mỗi lần gọi Huy trả lời là cô chả nghe Huy nói cái gì, cô chỉ thấy cái nút biểu tượng mở make up
Cho nên cố gắng là cứ mở cố gắng là cứ mở mic cho nó lâu lâu hơn 3 giây nhá. Rồi mình tắt là vừa ha, đừng tắt sớm quá. Rồi thế thì bài này một số cái cụm động từ các lưu ý cho cô thôi. Riding his bike, watching films, loves going to the cinema. Nhớ nhá, những cái cụm động từ cô nhắc lại là riding bike, rồi watching films, going to the cinema, talking to friends, playing Monopoly, eating noodles, and enjoy working. Rồi có từ nào các bạn hiểu không? Nhớ viết một cái từ mới vào cho cô và cô chắc chắn biết từ này các bạn không có biết. Quyền. Ok. Viết từ mới vào. Những từ nào mình không biết phải viết vào chứ. Cố gắng ít nhất mỗi buổi học mình có 3 đến 5 từ mới. Được không? Monopoly hay biết. Monopoly. Dương có ý kiến gì không? Em biết nghĩa của nó rồi. Độc quyền. Độc quyền nha. Các bạn cố gắng lên. Tập nói nhiều vào, nói tiếng Anh trong quá trình mà các bạn luyện nói tiếng Anh ấy, cái việc các bạn nói nhiều sẽ khiến cho cái khẩu hình miệng của các bạn nó thêm uyển chuyển và các bạn sẽ tạo được một cái thói quen đó là không bị liệu khi nói tiếng Anh. Alright, nói nhiều vào. Ví dụ mà các bạn đang học giao tiếp tiếng Anh đi, hay các bạn đang học phát âm về tiếng Anh đi, nhưng chỉ cần 2 đến 3 ngày các bạn không luyện nói, các bạn không luyện khẩu hình miệng thì nó sẽ dẫn đến một cái việc đó là các bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nói tiếng Anh. Các bạn sẽ bị liệu khi mà nói lại. Đó, cho nên là cố lên. Mỗi ngày cứ đọc cho cô vài câu bằng tiếng Anh. Cứ đọc dần dần, nói nhanh dần dần. Hả? Alright. Nếu mà không có chữ một con lại... Cái xong từ mới chưa? Ơi! À rồi, có một cái này, nếu như các bạn muốn hỏi cô cái vấn đề là luyện khẩu hình miệng như thế nào thì các bạn, cô có một cách là thường xuyên làm như thế này. Đó là cách các bạn hay làm. Đấy, đấy là cách mà luyện cơ miệng đấy. Có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng mà nó là một cách hay nha. Rồi thì cái cách mà người ta hay sử dụng hơn ấy thì là các bạn đọc thật nhiều câu tiếng Anh vào. Ví dụ như mỗi ngày các bạn luyện tập cách giới thiệu bản thân, đúng không? Đó là gì? Hello everyone, my name is Lena. I'm 19 years old. Okay. I'm still a student. I'm freshman at Banking University, Ho Chi Minh City. Alright. Thế thôi, chỉ có một cái đoạn văn nhưng mà nói đi nói lại, nói mãi nói hoài ấy, thì nó cũng sẽ khiến các bạn, giúp các bạn luyện cái cơ miệng. Đọc cho nhiều vào. Ví dụ cái từ lúc nãy là gì? Monopoly. Monopoly. Đọc nhiều vào. Là thứ nhất, mình luyện được cơ miệng. Thứ hai là mình biết thêm là từ mới. Mình nhớ là từ mới. Một cái từ mà mình lặp lại rất là nhiều lần thì nó sẽ khiến mình nhớ. Nhớ mãi, nhớ ngoài. Ok. Ủa mấy về độc quyền là Monopoly, về chủ quyền là gì mấy? Chủ quyền á, độc quyền với chủ quyền nó có liên quan đến nhau không con? Chả liên quan thế mà cũng tự nhiên nghĩ ra để hỏi hả? Chủ quyền, một cái từ khá là dài nha, nghe được thì nghe nha. Sovereignty, nhưng mà nó viết dài lắm, nghe như vậy nhưng nó viết dài lắm. Sovereignty, mặc dù nó nghe là ban tiết. Lại còn bản quyền nữa, khổ ghê bà ơi. Có viết được từ mới vào vở không mà hỏi lắm thế.
copyright, một cái từ khá dễ. Cái từ đầu tiên là copy nối với từ write, copyright. Này, nếu mà hỏi mà viết thì được, đằng này hỏi không viết là có vấn đề nha. Bắt bẻ nha. Bản quyền là copyright, còn gì? Còn chủ quyền là sovereignty. Sovereignty. Ok. Viết vào đi, nếu như mà các bạn muốn biết. Thôi, cô nghĩ là mình cứ học những cái từ cơ bản basic trước đã nha. Còn những từ đấy các bạn nghiên cứu thêm được thì càng tốt, các bạn nhớ được thì càng tốt. Còn nếu các bạn mà muốn nghiên cứu mà các bạn không học ấy, thôi bỏ đi nha. Bỏ đi. Từ nghiên cứu mà viết ra rồi xong cũng lại. If I look at the picture, write sentences. Lát rồi, mít ơi. Hay là mày em hay là... Lạc quá cô ơi, nó nghe cái gì luôn. Lát thì có mít. Lát lắm rồi. Rồi, thấy hình chưa? Nghe rõ tiếng chưa? Nghe rõ tiếng mà chỉ camera cô kiểu... Lạc lạc, cái đứng đứng. Đừng nhấn một chỗ nữa. Bởi vì... Ok, thế để cô tắt cam nhé. Giờ học rồi ấy, cho nên là mạng cô bắt đầu là lag, người ta dùng mạng nhiều quá. Nghe lại được các bạn. Alo, nghe lại được chưa? Nghe rõ được chưa? Nghe rõ được cô. Sorry, hello. Ok, bởi vì cái giờ này á, là sinh viên người ta xuống dưới khu tự học người ta học nhiều ấy. Thành ra cái mạng nó cũng một nhiều máy dùng quá, nó bị lag, chịu khó ha. Cô xin phép tắt cam nhưng các bạn vẫn cứ bật để cô kiểm soát các bạn học ha. Rồi. Thế bây giờ nhìn vào đây, nghe rõ cô họ nói ha. Rồi nhìn vào đây. Look at the pictures and write sentences. Use suitable verbs of linking or not linking and the ing form. Có nghĩa bây giờ các bạn nhìn xuống những cái bức tranh này, sau đó viết những cái câu và sử dụng những cái động từ phù hợp. Được chưa? Những cái đồ chia sẻ màn hình cho cô. Đâu chia sẻ màn hình cô. Ê, cô share rồi mà. Cô share rồi mà. Ủa, không thấy à? Để cô share lại. Chết rồi, do mạng yếu rồi. Chết rồi. Rồi. Thấy chưa? Alo, thấy không? Ok, thấy rồi đúng không? Rồi, thế bây giờ này. Theo như cái đề ấy, look at the pictures. Nhìn vào những cái bức tranh ở phía dưới. And write sentences. Và viết những cái câu. Viết những cái câu đấy. Thì ví dụ như cái bức tranh đầu tiên. Bức tranh đầu tiên là gì đấy? My cousin V doesn't like cooking. Các bạn có thấy có cái gì đó bất cập không? Các bạn thấy cái mặt, cái icon này, cái icon này này. Đúng rồi, chính xác. Thì nó có vẻ tỏ ra là gì? Nó là doesn't like, nó là hate
đúng không? Nó là doesn't enjoy. Đó, và chú ý cho cô cái là với chủ ngữ số ít thì mới dùng doesn't nha. Còn số nhiều thì mình sử dụng chủ ngữ là they chẳng hạn. Đó thì là mình sẽ sử dụng với trợ động từ don't. Ok, don't. Rồi. Thế thì bây giờ các bạn nhìn vào, các bạn có làm được không? Các bạn nhìn vào, các bạn bằng cái khả năng từ mới của các bạn, từ vựng của các bạn, hoặc là các bạn nghiên cứu ở đâu đó, tra ở đâu đó cũng được, hoàn thành cho cô. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pictures. 5 sentences. Nhá, hoàn thành cho cô. 5 câu. 5 câu này. Những cái bức tranh trên này. Tên thì đăng cô. Ok, you can make the name for them. Các bạn có thể đặt tên cho những người này. Nhá, thoải mái. Ok, nghĩa là các bạn có cái từ cổ trong đây em biết. Ơi. Có từ cổ trong năm này. Gửi cái. Có từ cổ. Nói gì bà, có nghe gì đâu, có hiểu đâu. Có một từ cũ mình đã học trong đây em biết, gửi cái thôi. À. Thì toàn tư vựng hết mà. Trời ơi, ví dụ cái thằng cu nó ăn cái gì đấy? Thằng cu này ăn thì là tạo. Ừ, thì là eating apple, được chưa? Chơi bóng bàn thì là table tennis. Hả? Playing table tennis. Rồi chơi guitar thì biết là playing the piano. À, chơi đàn piano chứ. Rồi làm vườn thì là gì? Gardening. Rồi cái gì đấy? Dancing đó. À, rồi, thấy chưa? Đọc hết luôn rồi. Quá dễ nè. Thì anh này lát rồi. Ba phải tình yêu rồi. Đó. Rồi, ấy đi làm đi. Lũ thôi. Các bạn cần bao nhiêu phút làm? Rồi, 5 phút nhé. 9 giờ 10 chữa. Ok, 9 giờ 10 chữa. 10 phút đi cố. An cố gắng. Ok, 10 phút, thế thì 9 giờ 15 ha. An cố gắng học nha An, bởi vì cô không kiểm soát được con ở bên cái mic, cái cam con chịu khó ha. Bởi vì cô không có biết là con học có ổn hay không. Cô cũng không biết ha. Bởi vì An không có tương tác được với cô ấy. Cô hát bài chị mà hay rồi cô. Quên tắt mic. Con làm bài đi không hát nữa rồi. Sorry. Các bạn ở đây có nghe được Phúc nói gì không? Lúc nãy Phúc nói là Phúc sử dụng giọng phổ thông, giọng Nghệ An ấy. Các bạn hiểu được Phúc nói không? Chắc là trong lớp cũng chỉ có mỗi cô hiểu ha. Nghe mỗi gì, nghe cô hát hay gì. Tức là có nghĩa là bạn nói là
cô hát bài chi mà hay rồi cô, có nghĩa là cô hát bài gì mà hay vậy cô đó. Ở tiếng Nghệ An nó sẽ có một vài. Bây giờ cô hát cái gì vậy cô? À, ừ, cái đấy là phương ngữ cho nên có một số bạn nghe được sẽ không cô, hiểu. Cô lại không vui nói là cô sao cô hát dở vậy cô? Nghe gì mà trái sự thật quá à. Bài này nghe quen cô, nghe cũng tầm 2-3 lần. Ừ. Cô cũng hát thế thôi chứ cô cũng chả biết bài gì cả. Lớp mình chỉ có Huy là lên lớp 8 thôi đúng không? Có bạn nào lên lớp 8 nữa không? Hay là đều là lớp lên lớp 7 cả? Hả? Sao vậy An? Sao lại out trước vậy An? Why? Can you tell me the reason why you wanna out early? Okay, if you're busy now, can you send message to Mr. Giang please? Nếu mà vậy thì con gửi tin nhắn cho thầy Giang tí đi con. Gửi tin nhắn là nhà con có việc bận, con xin out trước nhá, để thầy biết. Rồi, thế thì nói bố mẹ gửi ha, nói bố mẹ gửi tin nhắn. Cường với My có vấn đề gì? Giơ tay trả lời câu hỏi đó cô. Ôi dồi. Tiếp thế, ok, lát nữa 9:15 mình bắt đầu chữa. 9:15 mình chữa ha. Huy cố gắng phát biểu nhiều lên nha Huy, cô cảm thấy con rất là chăm chỉ đó. Nhưng mà bao giờ cô viết báo cáo sau mỗi bài học cũng phải nhận xét là Huy ít phát biểu quá. À rồi, con đã tìm thấy bài hát biết em biết để hát rồi. Cuối cùng cũng nhớ. Bài gì đấy? Hãy... Cái gì vậy? Đấy, tìm ra được rồi mà bây giờ cái tên nó cũng lú nữa. Để nhớ. À nhớ rồi, đấy rồi. Hai chị tay nó chưa quên tình cũ. Ừ. Ôi dồi ôi, thế luôn á hả? Cô chả nhớ là cô biết hát bài đấy luôn á. Làm gì phải bài đấy đâu ta. Đâu. Cô vừa nãy em bị oan. Không có đâu cô, không biết là cô hát dở. Chị bà. Không phải cô, vừa nãy con vừa nãy nói cô. Sao? Cô sao? Thôi lại không đâu, con vừa nãy nói đó. Sao đấy, hai bạn gì mà cãi nhau thế? Cường với My nha. Có em một từ mùa trong tiếng Anh là gì đó cô? Cái gì từ gì? Từ múa. Múa hả? Không, con dùng dancing đi, con dùng dancing đi. Cô cũng để cô check xem là cái từ đó nó. Bởi vì cô chỉ biết là trước giờ cô sử dụng cái dancing khá nhiều. Nó sẽ có một cái từ chuyên ngành dành cho cái từ múa. Nhưng mà hầu hết ấy là người ta nói chung chung, người ta sẽ sử dụng là dance. Nó là nhảy múa. Cô sẽ nghiên cứu cái từ chuyên ngành của từ này, của từ múa này. Và sau đấy cô sẽ nói lại với các bạn. Bởi vì hiện tại cô vẫn chưa nghiên cứu được cái từ này. Nó là có cái từ riêng gì. Ok. Chắc chắn là nó sẽ có một cái từ chuyên ngành gì đấy, nhưng mà mình không có biết. Hai phút nữa cô gọi bất kỳ bạn nào. Các bạn đấy phải trả lời nhanh ha.
Cô mới đã cười cô khác hát đó cô. Ơi. Mày nó cười khi cô hát đó cô. À. Sao mà cứ quên ta? Ok la, thôi mặc dù còn một phút nữa nhưng mà các bạn làm xong rồi thì cô vẫn gọi ha. Đầu tiên thì lúc nãy là giơ tay đầu tiên đúng không? Thì là Cường và My. Thế thì bây giờ Cường với My ai trước đây nhỉ? Theo cái bảng alphabet thì Cường trước ha. Cường câu 2, câu 1 đi Cường. Để em thưa cô là he doesn't like eating an apple. Ok, phát âm có tiến bộ. He doesn't like. Thử nói có ngữ điệu cho cô nào. Nào bây giờ thử nói có ngữ điệu cho cô một tí nữa đi. Nào, nhái theo cô, bắt chước cô này. He doesn't like eating apple. He doesn't like eating apple. Okay, good. That's good. It's better. Rồi. Ê, câu thứ hai. Sao đây? Mi à? Rồi, Mi đi. Em thưa cô, câu số 2 là they love playing table tennis. They love playing table tennis. All right. Rồi. Câu 3 cho em đi cô. Ok, Phúc câu 3 đi Phúc. She doesn't like playing piano. She doesn't like. Cô sẽ bày cho các bạn một cái mẹo. Từ nha. Hết xong cả. Đứng màn hình nữa. Ơi. Đứng màn hình nữa. Cái gì? Đứng màn hình nữa rồi. À đứng màn hình nữa rồi. Cô nghe cũng có rõ. Rồi đợi thì cô share lại cho các bạn. Từ từ nhá, trong lúc cô share thì cô nói cái này, các bạn để ý cái này. Nếu các bạn muốn nói hay hơn cái từ like, đừng có nói like ha. Nói like từ nay trở đi các bạn đừng nói like nữa. Các bạn nghe cô các bạn nói này. Các bạn cứ tắt mic đi rồi các bạn luyện nói đi nha, không ngại. Khi mình đã tắt mic rồi thì mình nên luyện đọc theo cô này. Cái từ đó khi mình nói like, mình sẽ bật cái âm ca ở cuối cùng. Like. Đấy, nó hay hơn không? Nó tây hơn không? Thay vì việc nói like thì mình nói like. Like. Tập đi, like. Nó hay hơn không? He doesn't like. She doesn't like. They don't like. Đúng không? Khi nó có âm bật âm ở cuối. Doesn't. Nhá, doesn't. Các bạn đừng đơ dần nhá. Các bạn doesn't. Nó sẽ nghiêng về A một chút. Doesn't. Ok. She doesn't like. So, không. Nó không hoàn toàn nghiêng về A. Nó không hoàn toàn nghiêng về A. Các bạn sẽ hơi nghiêng thôi. Giữa E và A xem nào. Doesn't. Ok. Rồi. Lượng ơi, lượng câu 4 đi. Lượng câu 4 cho cô đi. Mặc dù là love hoặc like đều được. Like hoặc được đúng biết. Cái gì cũng được. Lượng ai có 4 nào? He like. He like có thêm gì không? Thêm S nữa. Đúng rồi, thêm S. Gì này? He likes. Gardening. Gardening. Thấm à. Gardening, reading đâu ra, vớ vẩn. Chị đọc mãi luôn mà. Ok. Rồi, he likes gardening. Rồi, câu 5. Câu 5 Dương đi.
Dương câu 5 đi. Alo Dương ơi. Trẻ này vừa mới mang hình cô. Nó bị nhảy. À, nó bị gì? Màn hình của cô bị á hả? Từ vì em nhìn qua nó bị em. Thế cô gọi bạn khác ha. Được không? Rồi cô gọi Huy đi. Huy ơi, làm nốt cho cô câu 5 đi Huy. Alo Huy ơi. She likes dancing. All right. Rồi đó, mình xong cái bài này nhá. Cái bài này. Rồi xuống các bạn. Xuống bài 6 xem nào. What does each member in your family like or not like doing? Write a sentences. Có nghĩa là gì các bạn? Ai hiểu cái đề nói cho cô nghe cái nào? Các bạn hiểu đề nó yêu cầu làm cái gì không? Cái gì à? Rồi, nghe lại nha. What does each member in your family like or not like doing? Write a sentences. À, Việt cái gia đình mình thích gì không? Không thích gì à? Đúng rồi, có nghĩa là mỗi thành viên trong gia đình của các bạn thích và không thích làm cái gì. Viết những câu hoàn chỉnh, được chưa? Rồi, viết những câu hoàn chỉnh. Thế bây giờ chúng ta nhìn xem, chúng ta có một số từ gợi ý. Ví dụ ở câu 1 chúng ta có My father likes. Thì bố em thích cái gì? Bố con thích cái gì? Rồi my father hates. Bố con ghét cái gì đấy? Rồi my mother enjoys. Enjoy nó sẽ bằng với likes. Nó cũng là hứng thú, thích thú. Rồi my mother doesn't like. Không thích cái gì? Đó, được chưa? Thế thì là rất là easy thôi. Bây giờ các bạn làm cho cô... Các bạn làm cho cô trong vòng 5 phút đi. Viết nhanh cho cô trong vòng 5 phút và cô gọi từng bạn đọc nhé. Gọi từng bạn đọc được chưa? Mỗi bạn viết tầm 2 câu, chọn 2 câu trong số này và viết thôi nhá. Còn lại thì cô sẽ ra về tập về nhà. Viết nhanh trong vòng 5 phút. Đến giờ 25 cô sẽ gọi. Viết nhanh. Không thì các bạn không cần viết bây giờ, các bạn kiếm đi. Các bạn tự đọc bằng lời thôi. Cũng được, sau 2 phút đi, cho nó nhanh nhá. Quên đặt mic rồi. Sorry, sao ta. Cường và My thăm rồi hả? Ok, My trước đi. My nói cho cô 2 câu, chọn ra 2 câu và đọc lên nào. Cố gắng cho ngữ điệu nha. Tất cả bạn cố gắng cho ngữ điệu nha. My father likes watching films on TV. My father has flying motor. My father has flying both game. Hết đúng không? Ok, thank you so much. Nhưng mà cô vẫn cần một chút ngữ điệu nữa cơ, cho nên cố gắng luyện tập cho cô ha. Rồi, tiếp theo, ai nữa? Gọi ai? Rồi, cô thấy thôi thì nhường lúc nào bao giờ gọi hay.
Rồi khoan, rồi im lặng đi, cô nói cái này. Bao giờ gọi Cường với Bi là cô cũng phải gọi cả đôi xong rồi cô gọi các bạn khác nhá. Chịu khó thông cảm cho cô cái, chứ hai đứa này đành hanh nhau lắm, nó tị nạnh nhau lắm. Nha, Cường nha. Rồi, Cường đọc đi Cường. Yeah, em thưa cô là my mother enjoy cooking. My younger brother don't like basketball. Okay, very good. Rồi, bạn tiếp theo thì anh đi con. Yeah. My brother loves play games. My brother don't like the play My father. Nhớ nha, với những này mình chọn hai câu trong cái bài 6 này mình làm cơ mà. Thôi hai có một câu hai mít. Ờ thì con đọc đi, con làm, con cứ làm đi. My father likes watching football. My father hates noisy. Hate noisy, ghét cái sự gọi là gì, ồn ào đúng không? Nhưng mà cố gắng, mình đang học về cái phần động từ verb in, cho nên là mình cứ chọn mấy cái động từ ấy rồi mình thêm verb in vào cho cô ha. Đấy cũng là một sự sáng tạo, nhưng mà cô vẫn ưu tiên cái động từ hơn, bởi vì mình đang học về động từ ấy. Rồi thế tiếp tục đi Phúc đi. My father likes playing football. My father has playing badminton. Okay, good. That's good. Rồi, tiếp tục lượng. Alo Lượng ơi, bật mic lên nhanh con. Dạ. Nhanh lên này. Lượng đâu? Hoàn thành cho cô hai câu nhanh, có muốn nghỉ không Lượng ơi? Đọc nhất lên. Em vừa em gì? Em quên câu nào của. Lượng sẽ nói cuối cùng. Lượng để ý các bạn nói. Dương nào? Hai câu của Dương đâu nào? Dương trước đi Dương. Hai câu bất kỳ. Hay dùng to lớn thì dùng because of longer. Mm-hmm. Anything else? Nào, sao cô mới nghe được ra một câu ta? Cái từ loud and loud. Okay, alright. Nào, Lượng. Dạ. Chọn hai câu bất kỳ hả cô? Hai câu bất kỳ. Nãy giờ làm việc riêng đúng không? Hồi trước con đã bị nhắc một lần vì làm việc riêng rồi. Rồi, ấy đi. Nói đi nào, nhanh. By watching TV. Rồi cô. Còn lao không à? Đọc cả câu, à. Hai câu không à? Hai câu, đọc cả câu. Câu được còn câu nữa mà cô. Sao cô nghe có câu, đọc lại câu thứ hai cô nghe đi. Wow. My brother does like getting. Ok, rồi, bạn tiếp theo đi. Huy ơi, Huy xong đến Hân nha. Nhanh lên các bạn ơi. Cô là my father like play. Rồi, tiếp tục. Nhớ là thêm đôi in ở sau động từ cho cô nha. Hình như mình quên đó. Hân nào, Hân nhanh lên. Con ơi, bật mic lên trả lời để. Con thưa cô là my mom enjoy be with family
My mother doesn't like spice. Ok. Rồi. Thank you. Hết nào. Alo Hân ơi. Hân đâu? Hân ơi. Ừ, nhanh. Hân mới trả lời xong mà cô. Ủa, thế hả? Cô lại nghe nhầm giọng của Dương chứ. Alright, thế rồi nhá. Giờ cô nói này, các bạn nhìn vào chat, các bạn đã thấy cái chat cô gửi chưa? Tin nhắn cô gửi chưa? Thấy tin nhắn cô gửi không? Có ạ. Rồi, nhìn thấy tin nhắn rồi. Thế thì cái này thầy sẽ gửi lại cho các bạn vào nhóm Zalo của phụ huynh. Thì cái vấn đề đó là cái bài tập về nhà, cô nói rồi. Trong tuần có 2 buổi là thứ 3 và thứ 6. Thì thường thứ 3 bài tập về nhà cô không bắt quay video, bài tập về nhà thứ ba chỉ là đọc bài cũ, học bài cũ thôi. Còn bài tập của thứ sáu sẽ là cả học bài cũ và quay video. Thế thì hôm nay là thứ sáu đúng không? Vậy bài tập của các bạn đó là quay video, đọc phát âm 6 cái câu này, được chưa? Nhớ nhá, 6 câu này và chú ý phải dùng động từ có đuôi ing, được chưa? Các bạn sáng tạo lên cho cô một chút. Và bao giờ một video bài tập về nhà khi đăng lên page Trường Anh Ngữ Giang Thức, các bạn cũng lưu ý phải có chào hỏi và tạm biệt nhá. Ví dụ, hello everyone, my name is Giang Dương from 7A1. This is my homework. Rồi, khi mà mình nói xong cái bài về nhà của mình thì mình phải thank you hoặc là bye bye, ok, goodbye hay là gì đấy. Thế thì các bạn lưu ý, đó là bài tập về nhà của các bạn và cái deadline, cái hạn nộp là trước buổi học ngày thứ 3. Ok, trước buổi học ngày thứ 3. Được chưa? Xong chưa? Thế thì muốn nghỉ chưa? Nghỉ nhá. Rồi, nghỉ nhưng phải hoàn thành bài tập nhá. Rồi, tạm biệt các bạn. Bye bye. Ok, bye bye. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon. Good night, guys. Ok, bye bye.